Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 103, chuyện kẻ thù. Tiền thân Veri, tại chỗ kẻ thù ở. Chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về ông Cấp Cô Độc. Nghe nói Cấp Cô Độc khi đến làng mà ông đang làm thôn trưởng để giải quyết xong việc, trên đường trở về ông thấy bọn ăn trộm, liền nghĩ: thật không nên chậm trễ giữa đường, ta phải đi về gấp xá về. Ông thúc bò đi thật mau, đến được xá về trong ngày hôm sau. Đi đến Kỳ Viên, ông kể lại sự việc cho bậc đạo sư rõ. Bậc đạo sư nói: này gia chủ, thuở trước các vị hiền trí giữa đường thấy bọn ăn trộm đã vội đi ngay về nhà không chậm trễ. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là vị triệu phú có tài sản lớn. Bồ Tát được một dân làng mời đi ăn. Ăn xong, trên đường trở về, Bồ Tát thấy những tên ăn trộm. Bồ Tát không ở lại giữa đường, thúc bò đi gấp về đến nhà của mình. Sau khi ăn nhiều món ngon lành khác nhau, ngồi trên giường lớn, Bồ Tát nói: ta thoát khỏi tay bọn ăn trộm, nay được về nhà của mình không có sợ hãi. Rồi Bồ Tát cảm hứng đọc bài kệ này: tại chỗ kẻ thù ở, người trí không ở đấy. Một đêm hay hai đêm, gặp khổ giữa kẻ thù. Như vậy, Bồ Tát thốt lên lời cảm hứng và trọn đời làm các công đức bố thí, vân vân. Rồi lúc mạng chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân: thời ấy, ta là người triệu phú ở Ba La Nại. Ha ha ha, 问什么的说